Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thừa nhận thất bại của bà trước ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa, kêu gọi những người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử. Ngày 6 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thừa nhận thất bại của bà trước ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa, theo đài CNN. Hôm nay trái tim tôi tràn đầy lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà các bạn dành cho tôi, tràn đầy tình yêu dành cho đất nước chúng ta và tràn đầy quyết tâm. Kết quả của cuộc bầu cử này không phải là những gì chúng ta mong muốn, không phải là những gì chúng ta đã đấu tranh. Nhưng hãy nghe tôi, ánh sáng trong lời hứa về nước Mỹ sẽ rực cháy, bà Harris nói. Nữ phó tổng thống cũng kêu gọi những người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử. Tôi biết mọi người đang trải qua nhiều cảm xúc khác nhau ngay lúc này, nhưng chúng ta phải chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, bà Harris phát biểu tại Đại học Howard, thủ đô Washington DC, nơi bà từng theo học. Một nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ là khi chúng ta thua cuộc bầu cử, chúng ta chấp nhận kết quả, bà Harris nói thêm. Bà Harris cho biết bà đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Trump để chúc mừng ông và nhấn mạnh với ông rằng chúng ta sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Theo bà Harris, dù thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng bà sẽ kiên định với cam kết đấu tranh vì tự do, vì cơ hội, vì sự công bằng và phẩm giá của mọi người. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến vì một tương lai nơi người Mỹ có thể theo đuổi ước mơ, hoài bão và nguyện vọng của mình, nơi phụ nữ Mỹ có quyền tự do quyết định về cơ thể của chính mình và không để chính phủ ra lệnh cho họ phải làm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến bảo vệ trường học và đường phố của chúng ta khỏi bạo lực súng đạn, bà Harris nhấn mạnh. Phó Tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình bà, Tổng thống Joe Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden và Tổng thống Minnesota Tim Walz, người đã liên danh với bà trong chiến dịch tranh cử. Gửi đến Doris, tức ông Douglas M. Hope, yêu dấu và gia đình của chúng tôi yêu mọi người rất nhiều. Gửi đến Tổng thống Biden và Tiến sĩ Biden, cảm ơn vì lòng tin và sự ủng hộ của mọi người. Gửi đến Thống đốc Walz và gia đình, tôi biết rằng sự phục vụ của mọi người cho đất nước sẽ tiếp tục, bà Harris bày tỏ. Các bang tại Mỹ đã kiểm phiếu sớm, xuyên đêm và sử dụng máy móc hiện đại để đẩy nhanh tốc độ kiểm phiếu, nhưng người dân Mỹ vẫn cần chờ kết quả sau cùng để xác định chắc chắn ai là tổng thống mới. Ngày 5 tháng 11 là ngày bầu cử chính thức để các cử tri Mỹ chọn ra tổng thống, các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ, một số thống đốc mới. Các điểm bỏ phiếu phần lớn mở cửa vào 7 giờ sáng và đóng cửa vào khoảng từ 7 đến 9 giờ tối, tùy từng địa phương. Chỉ vài tiếng sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, thế giới đã có thể nắm được kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Mỹ năm nay, nhờ tốc độ kiểm phiếu nhanh chóng và các dự đoán tương đối chính xác của giới truyền thông. Vậy nhờ đâu mà tốc độ kiểm phiếu tại Mỹ lại nhanh đến vậy? Thông thường, phiếu bầu sẽ được kiểm đếm tại các điểm bỏ phiếu riêng lẻ và kết quả sẽ được gửi tới một trung tâm kiểm phiếu tập trung ở từng bang. Cảnh sát được huy động để hộ tống, giúp vận chuyển thẻ nhớ chứa dữ liệu kiểm phiếu nhanh nhất có thể, theo tờ Politico. Tuy nhiên, từng bang có thời gian đóng cửa phòng bỏ phiếu và quy định kiểm phiếu riêng, khiến tốc độ kiểm phiếu cũng khác nhau giữa từng địa phương. Nhìn chung, quá trình kiểm phiếu năm 2024 được cho là nhanh chóng nhờ số lượng phiếu bầu qua thư ít hơn so với cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc bầu cử Hạ viện giữa nhiệm kỳ năm 2022. Thêm nữa, một số tiểu bang đã điều chỉnh luật để đẩy nhanh tiến độ kiểm phiếu. Năm 2020, tỷ lệ phiếu bầu qua thư tăng vọt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, chiếm tới 43% tổng số phiếu. Dù chưa có số liệu chính thức về tỷ lệ phiếu bầu qua thư năm 2024, các chuyên gia tin rằng số lượng phiếu loại này sẽ giảm, làm giảm thời gian xử lý. Đối với từng phiếu bầu qua thư, các nhân viên kiểm phiếu cần thời gian dài hơn so với phiếu bầu thông thường để xác minh, lấy ra từ phong bì và nhập thông tin vào máy kiểm phiếu, làm giảm tốc độ kiểm phiếu. Cùng với đó, sau cú sốc COVID-19 ảnh hưởng tới hoạt động bầu cử, các bang đã có được thời gian để chuẩn bị các quy trình giúp tốc độ kiểm phiếu bầu qua thư được rút ngắn. Năm 2020, nhiều bang chiến địa không cho phép kiểm đếm phiếu bầu qua thư hoặc lấy phiếu ra khỏi bì thư trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 vì cho rằng quy trình này dễ gây nhầm lẫn. Michigan, Pennsylvania và Wisconsin là các bang có quy định nghiêm ngặt nhất. Năm nay, hầu hết các bang đều cho phép phiếu bầu qua thư được xử lý thông tin trước ngày bầu cử. Riêng Pennsylvania và Wisconsin chỉ cho phép các quan chức bầu cử xử lý thông tin phiếu bầu qua thư từ 7 giờ sáng ngày 5 tháng 11, giờ địa phương, cùng lúc với giờ mở cửa các phòng bỏ phiếu trực tiếp. Dù vậy, Pennsylvania đã trang bị các thiết bị mới giúp tăng tốc kiểm phiếu và yêu cầu hầu hết các quận hạt kiểm đếm phiếu bầu qua thư xuyên đêm sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối, giờ địa phương,
theo Politico. Bang Wisconsin cũng trang bị máy kiểm phiếu mới. Kết quả kiểm đếm phiếu bầu trực tiếp có trước nửa đêm ngày 5 tháng 11, còn đối với phiếu bầu qua thư là trước 2 giờ sáng ngày 6 tháng 11, tức 3 giờ chiều cùng ngày, giờ Việt Nam, theo tờ USA Today. Ngày cuối phân đồng, bà Harris khẳng định lợi thế nghiêng về mình. Tại buổi phân đồng ở thành phố Pittsburgh, bang chiến trường Pennsylvania, vào tối ngày 4 tháng 11, sáng ngày 5 tháng 11 giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định rằng lợi thế đang nghiêng về phía bà, theo hãng tin Reuters. Ngày mai là ngày bầu cử và chúng ta đang có lợi thế. Chúng ta phải kết thúc một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta đang đấu tranh cho một nền dân chủ, bà Harris nói thêm. Tương tự như các sự kiện trước đó của Phó Tổng thống Harris, trong ngày 4 tháng 11, nữ Phó Tổng thống đã tránh nhắc đến tên cựu Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, bà Harris phát thảo tầm nhìn của bà về việc vượt qua một thập niên chính trị bị thúc đẩy từ nỗi sợ hãi và chia rẽ. Sự kiện tại Pittsburgh là điểm dừng chân thứ ba của bà Harris tại bang Pennsylvania vào đêm trước ngày bầu cử, sau các cuộc vận động ở Scranton và Allentown và trước điểm dừng chân cuối cùng của bà tại thành phố Philadelphia. Ông Trump cũng đang vận động loạt địa điểm ở bang Pennsylvania, bao gồm thành phố Pittsburgh. Ngày 4 tháng 11, một ngày trước ngày bầu cử Mỹ, hai ứng viên vẫn tiếp tục vận động tranh cử, quần thảo các bang chiến trường cốt tử, theo đài CNN. Ngày qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, đã có buổi vận động tại thành phố Raleigh, bang North Carolina, thành phố Pittsburgh và Reading, Pennsylvania và kết thúc ngày bằng buổi vận động tại thành phố Grand Rapids, Michigan. Trong khi đó, phó tướng của ông Trump, thượng nghị sĩ J.D. Vance, cũng có lịch trình dày đặc tại các thành phố của các bang chiến trường gồm La Crosse, bang Wisconsin, Flint, bang Michigan, Atlanta, Georgia và Newtown, Pennsylvania. Cùng ngày, phó tổng thống Kamala Harris, ứng viên đảng Dân Chủ, dành cả ngày để chinh chiến ở các thành phố của Pennsylvania, bang chiến trường quan trọng hàng đầu. Sau đó, nữ phó tổng thống có kế hoạch vận động tranh cử tại bang Philadelphia. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, bà Jen O'Malley Dillon, cho biết vào đêm trước ngày bầu cử, ngày 5 tháng 11, chiến dịch của bà Harris sẽ tổ chức một loạt các sự kiện kêu gọi đi bỏ phiếu trên 7 bang chiến trường có sự tham gia của các nghị sĩ và diễn giả nổi tiếng. Trong ngày, phó tướng của bà Harris, thống đốc bang Minnesota Tim Walz, có bài phát biểu tại hai thành phố của bang Wisconsin là La Crosse và Atlanta. Đêm ngày 4 tháng 11 giờ Mỹ, ông Walz đã tổ chức vận động tranh cử tại Pennsylvania. Các cuộc thăm dò cuối cùng trước ngày bầu cử tiếp tục cho thấy cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris diễn ra rất xích sao, theo tờ USA Today. Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của trang Tip Insight công bố ngày 4 tháng 11 cho thấy ông Trump và bà Harris đều có tỷ lệ ủng hộ là 48% trong 1.411 cử tri được hỏi. Đáng chú ý là 6% cử tri được hỏi nói rằng họ có thể thay đổi quyết định trong những giờ cuối cùng trước khi bỏ phiếu. Thăm dò tại các bang chiến trường cũng cho thấy một cuộc đua quyết liệt. Cuộc thăm dò của tờ The Hill tại Michigan, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 50% so với 48%. Cuộc đua diễn ra cân bằng ở Nevada và Wisconsin khi hai ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ là 48%. Ông Trump dẫn trước bà Harris 1% ở Georgia, 50% so với 49%, 1% ở North Carolina, 49% so với 48% và 1% ở Pennsylvania, 49% so với 48%. Tại Arizona, cuộc thăm dò ý kiến 900 cử tri cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 50%, 48%. Biên độ sai số của các cuộc thăm dò nằm trong khoảng 3,4% nên không thể xác định ai là người dẫn đầu rõ ràng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.